chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó thì có khả năng đổi hướng và di chuyển chậm về phía nam đông nam. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền, ở thời điểm hiện tại thì đã gần bước sang giữa tháng 12, tức là tháng chính đông ở các tỉnh miền Bắc, nhưng trong những ngày vừa qua thì tại các tỉnh Bắc Bộ trời chỉ rét nhẹ nên nhiệt ở mức cao hơn so với bình thường. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh từ vùng vĩ độ cao khi di chuyển xuống lại trượt sang phía đông và cường độ cũng không mạnh. Chính vì vậy mà thời tiết trong đêm nay và sáng mai ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ vẫn chủ yếu là nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ, đặc biệt là ở vùng ven biển và khu vực núi cao. Nền nhiệt hầu như ít biến đổi và độ ẩm không khí khá cao, trời còn rét nhẹ với mức nhiệt khoảng từ 16 đến 18 độ vào ban đêm và xấp xỉ 20 độ vào ban ngày. Riêng với những nơi có địa hình núi cao như là tại Mẫu Sơn, Sapa hay Tam Đảo thì nền nhiệt còn thấp. Với các tỉnh ven biển miền Trung thì do bão Bofa hoạt động khá xa, trong khi đó thì trường gió đông bắc trên khu vực này đã suy yếu hẳn nên trời ít mưa và vẫn có sự phân hóa nhiệt độ giữa hai nửa khu vực. Ở phần phía bắc thì trời còn nhiều mây và rét về đêm và sáng, trong khi đó thì tại các tỉnh phía nam từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận thì trời có nắng với nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức từ 30 đến 32 độ. Ở vùng đất phương Nam, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Nhiệt độ ban ngày hầu hết đều dao động từ 32 đến 33 độ. Riêng các tỉnh miền Đông như là tại Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thì vào giữa trưa trời nắng khá gắt với nhiệt độ lên đến xấp xỉ hoặc là trên 34 độ. Và ngay sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Do nằm xa trên biển nên bão Bofa không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền, tuy nhiên gây thời tiết rất xấu trên biển. Tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km trong mưa với gió bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là thời tiết tại các tỉnh miền Bắc còn rét nhẹ và có mưa cùng với sương mù vào đêm và sáng. Các tỉnh ven biển miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Bản tin dự báo thời tiết tối nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.